Đã bao giờ có anh nào đi hái chè cùng em chưa? Chưa. Chưa à? Em toàn đi hái một mình, hái với bố mẹ. Hái với mẹ. Hái với mẹ. Thì mình đang có mặt tại xã Bản Lầu thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Và buổi sáng ngày hôm nay thì mình có một cuộc hẹn vô cùng thú vị với một cô gái năm nay là đang chuẩn bị thi tốt nghiệp 12. Cái hành trình ngày hôm nay thì tôi có hẹn trước em ấy rồi. Bây giờ thì mình cũng đến hơi sớm để xem là em ấy đã dậy chưa. Vì các bạn biết rằng là ở trên vùng cao thì mọi người cũng thường dậy rất là sớm, vì những cái công việc thường sẽ diễn ra vào cái thời gian sáng sớm, vì nó sẽ mát, nó không bị nóng, bị gắt, bị oi. Đây là một cái ngôi làng tên là thôn Na Nhung, và có phong cảnh cũng vô cùng là đẹp. Đây rồi, tôi đã tới được nhà của em Khuyên rồi. Nhà mình dậy hết chưa cô? Hết rồi. À, dậy hết rồi à? Vâng. Nhà mình nuôi lợn à? Lợn gà. Bên này là ngan vịt à? À, con gái cô dậy chưa? Dậy rồi. À, thế ạ. Vâng. À, thế là mọi người đã dậy hết rồi. Thì đây là một ngôi nhà của người đồng bào dân tộc Nùng. Đó. Một ngôi nhà bằng gỗ này cũng rất là xinh xắn. Ở đây thì cũng vừa thu xong lúa rồi. Nhà thu được rất là nhiều lúa này. À, đây rồi. Hello. À, mới dậy hả? À, giới thiệu mọi người, đây chính là em Khuyên. Cô gái năm nay học lớp 12 nhỉ? À, Khuyên này rất là xinh xắn đúng không? Thế bây giờ buổi sáng nay là em sẽ làm công việc gì? Em đi hái chè. Hái chè à? À, thế có phần phải chuẩn bị gì không? Có, đi thay quần áo rồi đi. À, nhưng mà em ăn sáng chưa? Rồi ạ. À, ăn rồi à? Ok, thế anh đợi nhá. Ok. Xong chưa? Chuẩn bị xong hết chưa? Rồi ạ. Ok. Thế là em một nón đúng không? Nhưng mà anh một mũ cối đúng không? Đấy, đúng chất vùng cao nha các bạn. Thế cháu chào cô nhá. Rồi. Con đi đây. Thế lát nữa cô đi làm gì? Cô thì cô ở nhà làm việc lên quanh. Vâng, thế hôm nay để cháu đi hái chè thay cô nhá. Dạ vâng. Đấy, mẹ đã dặn hái nhiều nhiều rồi. Đây là không phải là đi chơi đâu nha mọi người nhá, là đi làm việc thật sự. Đi hái thật sự đấy. Đấy. Từ một cô gái rất là xinh xắn buổi sáng đã hóa thân thành một cô nông dân chính hiệu rồi đây. Nhưng mà đôi dép đi vẫn rất là cute. Thế là đi ôn thi thì ôn được những gì rồi? Ôn để nếu mà bây giờ vào phòng thi thi luôn thì cũng được ạ. À, nhưng mà là em sẽ là ôn khối gì? À, em ôn khối C ạ. Khối C à? Vâng. À, nhưng mà thi xong rồi là sẽ xét tuyển đại học đúng không? Vâng ạ. À, thế là đang mong muốn đi học ở đâu ấy? Em đăng ký nguyện vọng vào trường Cảnh sát nhân dân ạ. Cảnh sát nhân dân? Vâng. Wow. Chào cô cảnh sát nhá. Một ước mơ thật là to lớn. Nếu mà vào trường cảnh sát nhân dân thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái ước mơ mà rất nhiều những bạn học sinh vùng cao cũng mơ ước. Thì đây là một cái ngôi trường mà tôi nghĩ rằng là cũng khó để vào ấy, đúng không? Điểm rất là cao. Cao ấy, đúng không? Đã lượng sức mình chưa? Nếu mà không đỗ thì xét vào nguyện vọng khác rồi. Anh chứ... tưởng không đỗ thì học tiếp đại học chăm mâm nhé. Đại học đấy chắc là được tuyển thẳng. À, tuyển khoa nuôi dạy em bé. Thôi cố gắng thôi nhỉ. Bây giờ thì tranh thủ những cái dịp cuối tuần mà trường lớp nghỉ thì lại về phụ giúp gia đình. Chúng tôi đã leo tới đồi chè sau nhà rồi.
chung là đây là một cái vùng đất mà cũng có cái phong cảnh rất là tuyệt vời và mọi người trồng xen kẽ được rất nhiều giống cây trồng khác nhau. Đây các bạn thấy không, chè được trồng bên cạnh sắn luôn. Sắn, sắn lại được cạnh trồng bên cạnh quế, quế lại trồng bên cạnh khế. Rất nhiều cây xen kẽ nhau, xen lẫn nhau. Vùng miền Bắc Việt Nam thì rất nhiều địa phương, rất nhiều địa danh nổi tiếng với cây chè. Thái Nguyên này, xong rồi Hà Giang thì cũng có chè San Tuyết Cổ Thụ này, Yên Bái Suối Giàng này. Còn Mường Khương thì đúng là lần đầu mình thấy luôn, bởi vì mình chỉ nghĩ rằng là sẽ nổi tiếng về mận hoa quả thôi. Sẽ chưa biết là cái cây chè ở trên này có cái điều gì đặc biệt, hoặc là cái giống chè trên này nó có trội hơn so với những nơi khác không. Ở đây có hái bằng máy không ạ, Khuyên? Ở đây hái máy họ cái chỗ này nó không bằng với cả ở đây họ không thu mua mình việc mà mình hái máy ạ. Họ thích nhặt bằng tay hơn. Bằng nhặt bằng tay thì tôi nghĩ là cái chất lượng nó sẽ vẫn tốt hơn rất là nhiều. Nào. Chưa hái chưa biết hái chỗ nào hả? Kiểu cái này nó nhặt qua rồi, được nhặt qua một lần rồi, giờ mình chỉ đi mót lại hả? Mót lại thôi ạ. Cái cây chè đây thì nó khá là thấp, nó không cao. Có thể là mới trồng thôi đúng không? Trồng được 10 năm rồi ạ. À 10 năm rồi cả. Vâng. Cái gốc của nó thì to nhưng mà cái tán của nó chưa được rộng lắm. Ok. Không biết là kỹ thuật, cách hái chè ở đây nó sẽ như nào. Ui, hái thế này chắc là mình không thể chuyên nghiệp được bằng rồi. Đấy. Đó, nhưng mà chè thì là có phải là giống cây trồng chính của gia đình mình không? Dạ không ạ, nó chỉ là một phần đấy ạ. Một phần thôi ạ. À? Mình sẽ trồng dàn trải những giống cây khác nữa. Vâng ạ. Ví dụ như là cây gì? Mấy năm trước thì là cây chuối, rồi giờ là ngô với cả sắn ạ. Thế cái này là mình có mang về sao nấu không? Tức là bán thành phẩm không? Trực tiếp cho xưởng luôn ạ. Bán tươi luôn á? Vâng ạ. Là ở đây thế quanh làng có ai ấy không? Sao chè không? Ở thành trong làng của em thì không có, có chỗ khác đấy, xã khác. Là mình chỉ bán tươi thôi. Vâng. Tươi thì bao tiền một cân? Bây giờ thì hình như là 9.000 nhá. 9.000 à? 9.000 một cân chè. Sáng nay bọn tôi sẽ hái được khoảng 15 cân chè nhân lên. Đấy. Nhân công một buổi sáng, tiền công một buổi sáng là như thế. Đã bao giờ có anh nào đi hái chè cùng em chưa? Chưa. Chưa à? Em toàn đi hái một mình, hái với bố mẹ. Hái với mẹ. Hái với mẹ à? Mình dậy rồi cái đài nó mới kêu. Ừ, phải dậy sớm. Thế là nếu mà đỗ đại học là phải xuống Hà Nội học đấy à? Vâng ạ. Tương lai sẽ là một cô sinh viên này. Mấy hôm nữa là phải xuống Hà Nội thi ạ. Xuống Hà Nội thi nữa hả? Vâng ạ. Năm nay với cả năm ngoái có sự thay đổi về bài thi. Thi tốt nghiệp xong là phải xuống đấy thi bài đánh giá của Bộ Công an ạ. À, rồi. Nói chung là hai lần thi đúng không? Vâng. Nhưng mà lý do gì em lại yêu thích là lựa chọn cái công an, học công an? Lúc đầu thì lựa chọn thì cảm giác nó rất là ngầu. Rất là ngầu, rất là nhìn nó rất là mạnh mẽ, cá tính. Sau đó thì cũng bên cạnh đó thì cũng là kiểu gia đình cũng có truyền thống đấy. Các chú, các bác. Thì không phải là em thích bắt người đâu đúng không? Bắt tội phạm đâu đúng không? Cũng thích. Thích à? Hôm nay anh có vi phạm luật gì không? Hiện tại thì chưa đúng không? Hiện tại thì chưa. Đấy các bạn nhá, cũng khá là nguy hiểm đấy. Chưa gì mình đã có cảm giác là hôm nay sẽ bị bắt rồi. Nhưng mà không bắt theo hình thức nào. Ở đây con gái có bắt chồng không đấy? Ở đây ạ. Ừ. Nếu mà mấy năm nữa mà có ế thì sẽ
Em sẽ chuyển sang Bắc. Nhưng mà con gái người Nùng thì sẽ không còn mặc những cái bộ trang phục truyền thống nữa đúng không? Vâng, chỉ còn các bà với các cô. Nhưng mà sau này em thành các bà các cô em vẫn mặc chứ? Nếu mà có duyên thì sẽ mặc chứ, kiểu cũng chưa biết nữa. Vì thế hệ sau cũng phải gìn giữ cái bản sắc dân tộc chứ đúng không? Vâng. Bây giờ thì mình thích trẻ trung nhưng mà kiểu gì sau này mình cũng sẽ có những cái hoài niệm hơn, gìn giữ những cái bản sắc của đồng bào mình nhỉ. Nhưng mà bình thường bọn em ấy, thiếu nữ thì có không? Thiếu nữ thì có trang phục truyền thống không? Có, như kiểu những dịp lễ Tết thì cũng có mặc, và khi đi lấy chồng thì sẽ được nhà mẹ để may cho. May cho một bộ? Không, nhiều bộ. Nhiều bộ. Để mặc trong nhiều ngày, trong một tuần. Tức là khi mà mới về nhà chồng ấy, thì phải mặc truyền thống. Vâng ạ. Là phải mặc kiểu một thời gian sau thì mới được mặc hiện đại hả? Cũng, mình có thể luân phiên kiểu đấy. Nhưng đấy là lấy chồng người Nùng thôi đúng không? Vâng. Còn lấy chồng người dân tộc khác thì đâu có ấy đâu đúng không? Vâng ạ, sẽ mặc theo nhà chồng. Thế có thích mặc hiện đại không? Không biết. Có món ăn gì được làm từ chè không em? Có trà sữa. Trà sữa. Trà sữa thì chuẩn rồi. Chỉ có chè với trà sữa gì. Còn dân gian truyền thống là không có món ăn gì đâu đúng không? Vâng. Có nhiều nơi thì người ta còn tẩm cái búp chè này, cái ngọn chè này với bột người ta chiên lên ăn cũng rất là thú vị. Bình thường tầm này là nắng lên rồi đúng không? 6 giờ là nắng rồi. Sắp 6 giờ rồi. Này, thế đi học ở lớp có làm cán bộ không? Làm lớp trưởng. Lớp trưởng à? Vâng. Ôi giời ơi. Giờ mới biết. Thế ngoài làm lớp trưởng có biệt tài gì khác nữa không? Biệt tài à? Hát. Hát. Múa không? Có. Nhảy cái gì cũng... Nhảy nữa. Ôi, cô gái này rất là thú vị đấy mọi người. Làm lớp trưởng bao nhiêu năm? 3 năm rồi ạ. 3 năm cấp 3 à? Vâng. Nói chung là làm lớp trưởng nó cũng sẽ khiến chúng ta năng động hơn đấy, bạo dạn hơn đấy. Nếu mà như thế thì lựa chọn ngành công an đúng rồi. Thế lớp thì có nhiều bạn lựa chọn giống em không? Có 2 bạn. Có 2 bạn nữa. Vâng. Cả lớp là được đều được hướng đi học đại học rồi đúng không? Vâng ạ. Nghĩa rằng là các bạn ở trên này cũng rất là hiếu học đấy nhỉ? Vâng. Cũng có những cái ước mơ. Chỉ sợ là cứ học xong 12 thì đại học chăm mâm thôi. Nhưng mà sẽ có một số bạn đấy à? Thì tất nhiên rồi, không thể nào mà tất cả được đúng không? Vâng. Có những bạn thì lực học chưa tốt hoặc là điều kiện gia đình hoặc nhiều thứ mà các bạn không thích, thì cái đấy là lựa chọn của mỗi người. Để hoàn thành được 15 cân chè nó cũng là cái thử thách đấy mọi người, vì bây giờ chúng mình là đi mót lại thôi đúng không? Vâng. Cái đồi chè của nhà em là
từng hái mấy lần rồi, nói chung là mang lại được rất là nhiều tiền rồi đúng không? Bán được rất nhiều tiền rồi, hôm nay lại tiếp tục nó ra chồi lại mót thêm lần nữa. Nhưng mà cái người thu mua chè họ có kiểm tra kỹ lắm không? Họ sẽ đổ ra. Ừ. Cân rồi đổ ra rồi sẽ xét loại A, B ấy ạ. À. A xét... thì sẽ được nhiều tiền hơn. À, thế như mình hiện tại thì theo em thì sẽ là... Nếu mà được ít thì họ cho tất cả A luôn. À, A là tốt nhất nhỉ? Vâng. Tôi rất là hy vọng là cái túi chè của hai anh em tôi ngày hôm nay sẽ được hạng A. Thế ngoài hát ra thì con gái như tụi em ấy thì tất nhiên là con gái vùng cao nông thôn thì sẽ phải làm nhiều công việc hơn nữa đúng không? Vâng ạ. Thì ngoài hái chè ra thì sẽ làm những việc gì nữa? Sẽ đi gặt lúa. À, gặt lúa. Vâng. Ừ. Cấy đúng không? Vâng, cấy. Gì nữa? Đào sắn. Đào sắn. Vâng. Củi có phải hái không? À, có phải đi lấy củi không? Có. Phải đi lấy củi nữa. Vâng. Rất là đa năng đấy chứ. Nói chung là việc gì cũng làm được ấy mọi người. Tôi cảm giác như vậy. Thế cơm có phải nấu không? Có chứ ạ. Em có biết nấu cơm không? Từ năm lớp 7 là phải nấu cơm. À, năm lớp 7 phải nấu cơm. Cứ mặc định là cô gái nào đến năm lớp 7 cũng phải biết nấu cơm mà. Chắc là tùy từng nhà đây, có nhà thì chắc là muộn hơn hoặc là có thể sớm hơn. Ừ, như em là trách nhiệm đã bắt đầu từ năm lớp 7 rồi. Là tại vì kiểu cũng có chị. À. Chị lớn xong rồi đến mình biết một chút thì mình sẽ thay chị làm. À, chị lại bàn giao công việc ấy lại cho em. Vâng. Để chị làm cái vụn công việc khác đúng không? Nặng nhọc hơn. Nặng nhọc hơn. Nhưng mà giờ không ai san sẻ cho cùng nữa. Thế hôm nay có anh san sẻ rồi. Nhưng mà chắc là tôi chỉ san sẻ được một hôm thôi mọi người. Còn để san sẻ nhiều hôm thì nó lại một câu chuyện dài hơn nhỉ? Vâng. Nói chung hái chè nó không phải là một công việc gì nó quá khó. Nhưng mà nó lại cần cái sự tỉ mỉ và hơi kiên trì một chút. Vì công việc nó sẽ cứ lặp đi lặp lại là chúng ta sẽ bứt những cái ngọn của cái cây chè. Nhưng mà làm rể người Nùng là có nhất thiết là phải biết hái chè không? Không á, tại vì cái cần biết là kiểu biết cấy cày hoặc là cái gì đó nó cấy lớn lao à? Hơn à. Cấy thì mình biết cấy rồi này, gặt mình biết gặt này, cày thì mình cũng biết cày này, hái chè mình cũng biết rồi, cũng nhiều tiêu chuẩn phết. Có cái gì mà khó? Dã bánh dày. Hả? Dã bánh dày ạ. Dã bánh dày á? Vâng. À, thế là người Nùng là cái món truyền thống là bánh dày đấy. Vâng, hả? Bánh dày với cả bánh gù ạ. Bánh gù à? Hay là trước khi mà bước chân vào nhà làm rể là phải qua một bài thi dã bánh dày? Cũng không phải là thử thách, nhưng mà khi mà đi hỏi cưới hoặc là ăn hỏi thì phải nhà trai phải dã bánh dày. À, cái đấy thì có thể lan lợn được, có thể nhiều người dã hộ chú rể được. Đúng không? Hồi xưa là phải như thế đấy ạ. À, hồi xưa là bắt buộc là chú rể phải ra tay dã bánh dày. Vâng. Cô chú rể có thể gọi bạn bè con trai ra đổi công thì mấy nữa. Ví dụ như có lấy vợ thì lại đổi công cho nhau gì đấy. À, rồi. Hay đấy mọi người. Dã bánh dày thì tôi nghĩ là mình cũng học được. Còn các bạn mà có tất cả những cái tiêu chuẩn đấy rồi thì có thể là lên đây nên thử thách xem như thế nào. Có nhiều cái đồi chè nó sẽ cao ấy, đứng hái được. Vâng. Ừ. Ở đây nó bằng này, rất là bằng. Chè đây nó không biết nó là giống chè gì. Trồng 10 năm rồi nó cứ thế này thôi. Chè hạt ấy. À, chè hạt à? Vâng. Hồi xưa thì có chè bầu là nhà nước cấp cho thì nó cái búp nó sẽ to hơn. Ừ. Năng suất nó cao hơn, còn này là mình lấy cái hạt để gieo để cho nó lên ấy. À, ở đây gần Trung Quốc không ạ? À? Ở Khuyên. Ở đây cách tầm 12-15 cây rồi đấy. 15 cây à? À. Thế là mình có chút ảnh hưởng gì của Trung Quốc không?
Có như kiểu là đồ ăn ấy ạ. Đồ ăn à? Đồ ăn nội địa, đồ Ừ. ăn nhanh ấy. Đồ ăn nhanh thôi hả? Vâng. Em có biết gì về Trung Quốc không? Biết biết một chút tiếng Trung với cả biết một chút văn hóa bên đấy. Biết tiếng Trung á? Vâng. Ồ. Tự học vậy ạ. Tự học luôn. Vâng. Hay đấy nhỉ. để giao tiếp bình thường nhớ đâu ạ ai bắt đi bán còn biết À nhớ đâu ai bắt đi bán á. Ôi giời lo xa quá. chẳng bây giờ cửa khẩu nó mở chẳng may mình bị lừa rồi. À chả may bị lừa. Nói chung là đấy cũng không phải lo xa đâu nhé, cũng là một sự đề phòng đấy. Đúng không? Trang Vâng. bị cho mình một chút tiếng ngoại ngữ thì cũng hợp lý thôi. Không thì Bởi không đỗ vì đại học mình thì lấy chồng Trung Quốc. à, thế lấy chồng Trung Quốc á? Đùa đấy Không đỗ đại ạ. học lấy chồng Trung Quốc. Ôi trời ơi. Thế là cô gái này cũng đấy, có rất nhiều cái kế hoạch đấy chứ. Đừng lấy chồng Trung Quốc em ạ. Đến Việt Nam thôi nhá. Việt Nam không biết được nếu mà ví dụ như quen được ông nào thì em ấy về hỏi luôn lấy luôn. Ôi dồi ôi, tại sao lại đơn giản như thế được? Sinh này dễ bị Trung Quốc bắt đi làm vợ lắm nhỉ? Khi họ không lấy không phải là lấy mình là họ lấy cái thận của mình. À rồi. Sợ kiểu hồi xưa bà hay kể Ừ. có cái việc mà kiểu họ buôn người á thì Ừ. cũng sợ tại Ừ. vì gần đây Ừ. cũng hồi xưa xưa cũng có nhiều nhiều Nhiều. vụ như thế nên là khá là sợ. Ừ. Có lẽ vì vậy mà bạn ấy quyết định đi học học viện cảnh sát để bắt ngược lại người Trung Quốc đúng Tại không? vì gia đình cũng từng chứng kiến một cái đấy rồi. Ừ. Cũng phải đề phòng thôi nhỉ. Vâng. Trang bị cho mình một chút tiếng Trung thì cũng tốt. Thế là 15 cân chè sẽ là tiêu chuẩn của một buổi đi hái à? Tiêu chuẩn của mẹ. Của mẹ à? Còn bình Còn thường đi hái thì khoảng là bao nhiêu cân nữa nào? bình thường đi hái ở đây thì chắc là 25 cân. 25 cân. Vâng. Ừ. 25 cân một cân ba. Ừ, tức là một công của một buổi sáng ấy. Vâng. Là Như người thế mới đạt đấy ạ. À? là người chuyên nghiệp đấy à? Vâng. Mọi người chuyên nghiệp. Ừ. Còn như anh em mình vẫn đang tính là nghiệp dư thôi đúng không? Dư. Đang trong quá trình luyện tập. Ừ. Thế đi hái chè thì sợ nhất là điều gì? Sợ rắn. Rắn à? Sợ muỗi. Muỗi. Buổi chiều mà đi hái ở đây nó kiểu đồi nó âm u. Ừ. Sợ xong rồi có mấy con như kiểu con tu hú kêu cũng sợ Cũng sợ. nhưng mà sợ nhất là rắn kiểu mình cái đồ bảo hộ mình cũng không an toàn cho lắm Ừ. Trong cái rắn nó hay ở trong bụi chè à? rồi. Ồ. Sợ nó ở trong gốc chè mà Ừ. mình đi không để ý Ừ. Ghê phết đấy mọi người. sợ muỗi thì nó đốt cho Ừ. Anh thấy xung quanh còn có cả mộ ấy. vâng Sợ ma. có đang rất là bỏ qua nó Em à, tức là đang không dám nghĩ đến những cái mộ quanh đây à? vâng Rồi có anh ở đây còn sợ sợ chứ á? mỗi khi đi cùng mẹ cũng sợ Ờ. đi một mình càng sợ hơn đi một mình thì mọi khi cũng có chó đi theo thì còn đỡ sợ Ừ. nhưng Nhưng mà mà Misa bỏ về mất nhưng mà nửa buổi nó bỏ về Ừ. Misa thấy chán quá ấy. Misa chắc có gì để chơi. Anh em mình không hái đủ 15 cân chè chắc người ta cười cho mất. Bởi vì một người bình thường họ hái khoảng 25 mỗi cân khi đi bán thì cũng một mình em cũng chỉ hái được 15 cân thôi ạ cơ. Ừ. Xong rồi cái tiền đấy nó lại chuyển đổi thành tiền trà sữa. Đúng không? cũng 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 không không uống trà sữa mấy không Ừ. thích mấy Ừ. thích ăn vặt hơn Đang ăn vặt. trà Đang sữa uống xong mình không ngủ được ấy. Có ăn. trà nên là không ngủ được. Ừ. Đúng rồi. Anh thấy đầy bao tải rồi ấy. Ok chưa? Cũng đạt công Đạt đạt công nha, đạt công đổi cơm vâng nha. Thấy cười trừ lắm, không biết là đã đủ chưa. Đây, nắng lắm. Đi xuống nhá. xem nặng Nặng rồi. Đi. Cuối cùng thì chúng tôi trời bắt đầu nắng lên rồi. Hái thế này là
được một bao tải to. Đã quyết định đi về ạ. Ở trên này trời vẫn còn nhiều. Em muốn hái nữa không? Thôi ạ. Thôi. Nắng. Nắng. Đó là lý do mà vì sao mà chúng tôi phải đi rất sớm, từ 6 giờ. Nhẽ ra hẹn nhau từ 5 rưỡi cơ. Đấy, loàng hoàng 6 giờ mới đi được. Người Việt Nam gọi là cao su. Ừ. Bây giờ là mình sẽ chở đi bán đúng không? Vâng ạ. Chở ra xưởng chè. Chắc vậy bà cân chè không biết là dậy chưa? À, chưa biết là bà cân chè dậy chưa hả? Không biết là giờ mở chưa ấy. Ừ. Đi rồi nhỉ? Tớ cứ về nghỉ đi, xong rồi lát nữa đi bán sau nhỉ? Tầm trưa ấy. Trưa thì mình đi sớm hơn một chút để đỡ phải xếp hàng. Ừ. Tầm khoảng 9 giờ đi nhỉ? À. Kiếm được một con vịt thì cũng chưa biết là phải làm như nào. Em là thổ địa ở đây mà em không biết hả? Không biết nữa, tại vì kiểu ở đây thì tự cung tự cấp á. Ý là nhà cũng tự nuôi được á. Ừ, hôm nay nhà mình hết rồi đúng không? Vâng. Bình thường bố hay đi mua ở đâu cũng không biết. Bố hay mua ở chợ. Ở chợ à? Hôm nay thì nếu ăn ở trong cái nơi mà mình nuôi thì nó sẽ đảm bảo hơn. Ok, vịt vịt trong làng sẽ ngon hơn vịt chợ đúng không? Con đầu to đây là bố của hai con chó nhà em. À, con này hả? Vâng, đấy con thấy mặt nó giống. Con này là bố của hai con chó ở nhà. Con chào bà. Dạ. Không biết có ai ở nhà. Bà ở nhà còn vịt không? Nhà con vịt không? Em thử hỏi bằng tiếng nùng như nào. Nghe tiếng nùng em cái âm ngữ nó như nào. Đơn năng mi phát bó. Bó mi á. Thế rồi. Chuồng không trống rồi. Không có à? Lão huy đơn năng mi phát bó. Anh ơi, nhà còn phát không? Bán cho em một con. Bán cho em một con. Nhá, bắt em một con nhá. Rồi. Đây, gặp ông chủ rồi. À, anh lấy chuyến ngô xong về bắt à? À, ê, phải chờ một tí. Hello. Vậy. Đẹp vậy. Cũng gần đây đúng không anh? Vâng, ngay bờ suối đó. Ê, con này ngoan nha, con này ngoan lắm. Cô bé này rất là yêu động vật. Em có quen được hết chó trong làng không? Quan hệ rộng không? Con này là thủ phạm. À. Con gái nhà người ta trên lớn đã ra tán tỉnh rồi. Con đầu to. Đầu to. Anh chàng này thì trông cũng rất là cứng cáp, rắn giỏi. Hot boy trong làng đấy. À, biết bắt tay cơ. Trông cái tay. Đấy, ngoan. Mình rất là ngoan. Vía với chó không biết là như nào đây. Nó đang ngửi. Chó lạ cũng không. Vía với trẻ em mà nhiều khi thấy mình khóc thét đi. Chó thì thấy ít khi cắn hơn. Anh chó ơi. Anh chó. Ừ. Ôi giời ơi. Cái nặng rồi. Đây. Nhẹ không với anh nhưng mà nó là rất nặng đấy. Mình sắp thu xong hết chưa? Được. Đây. Sắp đi đường này được mà. À, đây mới là nóc nhà của gia đình, người quyết định bán con vịt nào. Còn chú chỉ là trụ cột thôi. Đây mới là nóc nhà. Hả? Ê, hôm nọ bắt đi có làm thích tay không cháu? Có, ăn ác luôn. Hôm nay lại bắt tiếp. Thảo nào được xem canh châu mái rồi, bây giờ mới gặp người thay thế được. À thế ạ? À? Dạ, cô có làm xem.
À thế à, ôi. Cơm lúc nào chú cũng mở xem, không quay. À thế hóa ra cô cũng từng xem video của mình rồi. Fan cứng. À, xúc động quá. Đi đâu nhỉ? Ôi, đàn vịt đâu hết rồi? Ồ, trong lên trên này rồi. À kia hình như là đang giúp đang giúp dịch trong, trong kia. À đấy. Nghe thấy tiếng rồi. Đang giúp dịch trong bụi. Bắt vịt ở chợ thì nó sẽ bị đơn giản quá. Bắt vịt phải đi vào tận nhà hàng nuôi ấy, thì sẽ thú vị hơn. Để em quên em phải chạy lên đồi để đuổi xuống. Ui, tưởng con gì? Con đầu to này giật hết cả mình. Anh chó, đi vào đuổi vịt đi anh chó. Ôi giời ơi, thôi để cái đấy để anh chui cho. Cái đấy được rồi. Máu thế. Rồi. Ăn được con vịt này. Ôi giời, chó. Ui. Chó chó. Thôi chết rồi, tan hoang tan tác cái đàn vịt ơi. Anh chó ơi, đừng có nghịch tinh tinh. À, chắc thấy gái bắt đầu đi rồi, đúng rồi. Yeah, thấy một cô gái chó đen này bắt đầu lao ra rồi. To thế. To nhẹ. Nghe vịt bầu á. Chị cứ cho em con to nhất, ngon nhất. Nhà chị có cây mít rất là sai quả. Mít dài mít mật đấy chị. Mít mật. Đấy, tận gốc nó cũng ra quả. Vâng. Anh có cần bịt mắt vào bắt cho nó tưng bừng không? Con này cũng muốn vào bắt cùng. Bắt là phải bắt dê chứ. Vâng, anh nhắm được con nào cũng được, là vồ thôi. Đó, đều nhau hết. Ok. Vâng ạ, ok. Rồi. À, 3 cân 4 đúng không? À, giá là 80. 280.000. À, em gửi chị nhá. À, cho em xin lại con này. Đánh tiếp canh được à? Vâng. Thế, à, thế thôi không phải gửi lại em đâu. Rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn gia đình ạ. Dạ vâng. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Sướng. Tao sướng nhỉ. Rồi. Bây giờ thì đi về để nấu cơm ăn. Ui con vịt này nặng thế. 3 cân. 3 cân rưỡi đấy. Bye bye nhá. Nó sướng này, nó còn đang muốn đi theo đấy. Thôi. Anh chó đi không? Thì nó đi về ngay theo ngay mà. Đi thăm vợ. À, vợ nó ở trên đấy à? Vâng, đang bị sick rồi. Đã đến lúc đi bán chè rồi mọi người. Công việc chính của ngày hôm nay. Nào, giờ anh đèo hay em đèo đây? Không cần đâu à. Em lái được xe chưa? Lái được rồi. Nhưng mà anh đèo. Dạ không sao đâu không bà cần đâu à. Không cần lau đâu. Cái đấy nó khô lại rồi. Không cần lau đâu. Ai đèo? Thế em đèo. Để anh đèo cho. À, đi bán chè thôi. Chung ở vùng cao thì khi mà di chuyển ở trong làng, trong xóm thì nó bị lệch. Ừ. Thì thường chắc để ngang ra nó không sao đâu. Ok. Thì trong làng, trong xóm thì thường thì cũng không cần phải đội mũ bảo hiểm mấy đâu nhỉ. Cũng đi quãng đường ngắn thôi. Bây giờ xem là mình bán được bao nhiêu tiền. Xong cái tiền đó thì mình sẽ quy ra cái gì được. Ra quy ra những nhà money mua thức ăn chẳng hạn. Money mua thức ăn à? Thế sau này mà để tiền cho em đi học đại học thì không biết là bố mẹ sẽ bán chè liệu có đủ không nhỉ? Chắc là không, chắc là chè rất là đủ tiền mắm muối thôi. Mắm muối. Còn nếu mà
để vào nuôi đại học thì chắc là làm cái khác, ví dụ như là chuối. Chuối. Mà chưa thấy cây chuối nó lớn đã thì đã nghèo rồi. Không thấy hy vọng ở đâu hết. Đến trạm thu mua chè đó, nhưng mà tôi sẽ để Khuyên tự vào làm việc với ông chủ đi. Mình để ở ngoài chờ kết quả thôi. Vì khá là hồi hộp ấy, không biết là sẽ thu được bao nhiêu tiền. Rồi, để em cứ mang vào bán nhé. Okay. Đây chính là một nơi thu mua chè của bà con. Cô bé ôm cái tải chè vào bán. Nói chung đây là một bạn gái khá là năng động. Mình không cảm thấy có sự rụt rè một chút nào cả. Bác ơi, cháu bán chè. Có thể là học an ninh sẽ là một cái ngành học mà rất phù hợp với em ấy. Sao mà cười? Sao mà cười? 7 cân. Ôi 7 cân nữa. Ôi trời ơi. Tất cả buổi sáng hai anh em làm được 5... Đây là những đồng tiền của buổi sáng. 56.000 đúng không? Vâng. Ok. Thế thôi được rồi. Let's go. Đang là bán bao nhiêu tiền một cân? 8.000 à? 8.000 nữa à? Thế lúc đầu mẹ bảo là 9.000 nữa. Mẹ xem mẹ bảo là tưởng được 9.000 nữa. Chắc là mẹ bán hôm nọ. Ừ, ok, thế được rồi. Không sao cả. Không sao cả. Dù sao thì cũng là những đồng tiền từ sức lao động của hai anh em mình đúng không? Với cả mình cũng không hái cả buổi sáng nên là như thế được rồi. Đúng rồi. Cái sự chuyên nghiệp của mình nó chưa cao ấy. Bây giờ thì đi về nấu cơm ăn thôi. Của mình là tính là loại gì đấy? Loại A, được 8.000 rồi đấy. 8.000, à đấy. Là loại xịn rồi đấy. Phong ấn vì không có cái món gì để mà ôi cái bình mang chua của nhà to thế. Có bao nhiêu ấy rồi, muối muối ớt thì ăn hết rồi. Còn muối chua đâu. Mang chua là một cái món ăn mà rất là phổ biến của rất nhiều đồng bào dân tộc vùng cao, hầu như là dân tộc nào cũng có một hũ mang chua ở trong nhà. Bên trên nó còn thành không? Sao con thấy nó bị xỉn màu chín đấy chưa? Thành mà hôm qua kia hôm qua có món gì ấy con cũng có được ăn. Lòng xào dưa nên ấy đi nhở, mẹ bốc đi, tay con không sạch cho lắm nè. Thay vì làm món vịt luộc như truyền thống thì thử ăn món vịt om măng chua đi. Không vừa không? À, được. Ôi cái mùi măng nó chua thanh thanh ấy, rất là thích. Chưa, con cũng làm tự làm xong rồi ghẻ ghẻ. Bằng không sao với măng chua này nhá. Ồ mẹ. Ừ. Lấy cái đi lấy hai lá chanh cái. Ừ, không được. Thế này chắc được đấy nhỉ. Con vịt to lắm đấy. To. Ừ, con vịt 3 cân rưỡi cơ mà. Ừ. Thế một tí đấy. Cho được 2 đĩa đây đây, được. Ăn măng ăn thôi, không ăn thịt. Ăn măng là chính, ăn vịt là phụ đấy. Bây giờ mang đi ngâm nước cho nó đỡ chua đi. Rửa nhiều nước không sợ nó bị chua đúng không? Sợ nó bị chua quá. Bà tự ngồi xe về à? Nhiều, bác hết rồi. Còn bà của Khuyên vừa ở lán về và các cháu đang rất là hóng, sẽ có quà gì không? Đấy. Quả bí. Quả bí. Có kẹo cho các cháu không? Thịt. Ôi, có cả thịt lợn này. Vải này. Đấy, cụ em đã được một túi vải rồi. Ui, bà mua phở nhiều thế cơ. Ui, bánh phở này. Bánh phở. Xong rồi, bánh phở. Bà nhiều món thế nhỉ? Bà có gì cho cháu không? Có quả vải này. À, có quả vải đấy. cho chúng nó ăn thoải mái. Rồi. Ăn tẹt ga nhỉ. Cái này làm canh ngon đấy. À, mua được miếng thịt lợn rất là ngon này. Chưa gà.
À, muốn... bà vừa mang ra chợ bán nữa à? Mang từ trên. À, bà bán rau ở chợ nữa. Và cứ đi chợ về là các cháu hóng quà. Bà mua 1 kg. À, bà mua được 1 cân vải à? Quá ngon. Yeah. Mấy cân? 2-3 cân. 2-3 cân. Lấy xong không biết dọn cho bà nhé. Có mà cứ ăn. Ra rẻ. Ăn ơi, có một cảm giác là gia đình rất là tình cảm. Bí nhiều quá rồi. Cần thôi. Mẹ mang để tủ đi nhá. Một chút thôi. Đó vì con vịt này nó béo. Thịt vịt ở trên này các bạn thấy không? Chất lượng rất là ngon luôn. Thịt nó đỏ sẫm luôn. Bây giờ là xào chín vịt đã đúng không? Vâng. Cho mang vào om đúng không? Một chút muối. Có nhiều quá không? Tổ tiên bảo bỏ bao nhiêu thì cứ bỏ thôi. Tổ tiên mách bảo ấy. Ừ, tổ tiên mách bảo đây. Mẹ chút nước mắm cho nó thơm. Cũng lưới to này, lưới găng. Chắc tầm 10 phút nữa là bỏ măng vào được rồi. Ừ. Chưa gì đã thấy có mùi thơm rồi. Bây giờ cho thêm măng chua vào nữa. Một chút hạt dồi nữa đúng không? Vâng. Ừ. Chắc chắn rồi, món ăn này sẽ là một món ăn rất là ngon. Từ sáng giờ đi là đói rồi. Thơm hẳn luôn á. À, cho dồi vào phát là cái hương vị nó khác biệt hẳn luôn. Cứ tưởng trời mưa, cuối cùng bây giờ lại được phơi lúa. Gia đình vừa gặt về bây giờ mới phơi khô. Mẹ lấy cào bát giới. Cào chú bát giới. Ừ. Nặng lắm mọi người, cái lúa nó còn tươi. Còn tươi. Em cứ lôi sành sạch chứ. Này, đúng là chuẩn con gái nhà nông chính hiệu nhỉ. Không lệch đi đâu được nữa. gì cái gì cũng làm được. Đấy. Em ấy có cái cào chú bắt giới nữa. Đây, chị cần khiêng không? Đổ hết cái cào. Mấy tải? 3-4 tải. 4 tải là đầy sân. Mỗi ngày chỉ phơi được 4 tải thôi nhỉ? Vâng, phơi dày nó không khô. Lão Trư cẩn thận nồi măng ấy nhá, cháy nhá. Người yêu chủ tịch. Trên TV đang phát mấy bộ phim hài về chủ tịch với nhân viên. Rồi, bây giờ thì sau rất nhiều những công đoạn kỳ công chuẩn bị thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong mâm cơm vô cùng là ngon như này. Không biết là còn thiếu gì không? Ông bà ơi, mình xuống đi thôi nhỉ? Dạ vâng, xuống thôi ông ạ, ăn cơm cho sớm. Em uống bia à? À, được.
Em biết uống bia hả? Biết. Chị Khuyên biết uống bia không? Có, biết uống bia cả uống rượu. Ôi, biết cả uống rượu hả? Ôi đấy nhá, em khai hết rồi nhá. Anh biết hết rồi. Khai hết luôn. Ông ăn cơm. Ba chị em chung nhau một lon nhá. Bà ăn cơm bà ơi. Bia thì thôi không cần phải cốc. Đấy, như này. Đấy, như này được không? Bia chai trong kia. Ôi dồi ôi, uống thật đấy hả? Ôi dồi ôi. Mời chứ, mời các chú chứ. Đã cạch đâu. Đàn ông là phải cạch chứ. Đấy, đúng rồi. Ngày mai có đầy đủ tất cả gia đình luôn. Có ông bà, có bố mẹ, có các em luôn. Có cả mình nữa. À, đây là bữa cơm thứ hai mà mình được ngồi ăn cơm trong gia đình của người đồng bào dân tộc Nùng. Mỗi gia đình thì sẽ có những cái cách chế biến khác nhau, nhưng mà nói chung là đồ ăn rất là ngon và điều quan trọng là mọi người đều rất là tình cảm. Xới cơm nhé. Ông bà là ở trên lán, là cách đây mười mấy cây, hôm nay cũng từ lán về đây. 6 cây số và về đây ăn cơm với gia đình rất là vui. Nào xong chưa? Chắc là thôi để con khởi động đi nhỉ. Lần đầu tiên đến gia đình thì con không có lời gì hơn là chúc sức khỏe ông ạ. Chúc sức khỏe chú, chúc sức khỏe em gái nhá, chúc sức khỏe cô. À, bà có uống một tí không? Nào thế hai đứa, vâng hai đứa một tí thôi nhá. Vô. Bà có. Rồi, mời mọi người ạ. Dạ. Em mẹ. À. Quá là ngon luôn. Rồi, cả nhà mình dùng cơm đi nhỉ? À vâng. À, mình em xin phép thử một tí cái món này đi. Cháu nhà, hôm nay vất vả đi. Vâng. Vất vả nhưng được có mỗi 56.000. Ngại quá. Cái măng chua nó rất là giòn mà. Chè mình còn chưa bông nhiều. Vâng. Hôm nọ vừa mới hái. Vâng. Măng chua rất là giòn và thơm. Thử kèm một miếng vịt nữa đi. Bà ngon đấy. Chào lắm đấy, em uống cơm nha. Ngon lắm. Cơm luôn hả? Không uống nữa hả? À vâng, ăn mấy không? Dạ. À. Chấm đậu xị. Bánh phở. Món là phở chấm đậu xị nữa. Đó, mọi người cứ ăn tự nhiên nhá. Dạ, cứ thoải mái. Khách thì còn tự nhiên hơn gần chủ nhà.